Xin chào tất cả mọi người. Trong mục La Vie Quotidienne, tức là các vấn đề của đời sống hàng ngày, thì bài này giới thiệu một vấn đề mà có lẽ nội dung không xa lạ đối với chúng ta, nhưng chúng ta cũng nên đọc để biết được một số các từ ngữ và các cách nói liên quan tới cái vấn đề này. Vấn đề này là vấn đề gì? Comment soulager les démangeaisons après une piqûre de moustique? Piqûre là cái vết chích, cái vết đâm của con muỗi, thì nó gây ra ngứa, démangeaison. Thì làm sao để soulager? Soulager là làm cho nó bớt ngứa. Động từ soulager nếu là gánh nặng thì làm cho bớt nặng, nếu là đau đớn thì làm cho bớt đau, ở đây là bị ngứa ngáy thì làm sao cho bớt ngứa. C'est très simple, rất là đơn giản. Bài viết này là của tác giả Sarah Saunier, viết ở trong trang mạng santéplusmarque.com. L'été est sans aucun doute la saison où les moustiques reviennent pour nous enquiquiner. Động từ enquiquiner là quấy rầy, làm cho khó chịu. Mùa hè chắc chắn, chắc hẳn là sans aucun doute, không còn nghi ngờ gì nữa, là cái mùa mà vào mùa này các con muỗi quay trở lại để làm phiền phức, để làm quấy rầy chúng ta. Ces insectes volants en profitent pour envahir notre maison et perturber nos nuit paisible avec le bourdonnement incessant. Những con côn trùng này, những con côn trùng biết bay này lợi dụng mùa hè, profiteder, ở đây chúng ta dùng pronom en, lợi dụng cái mùa này để xâm nhập ngôi nhà của chúng ta và để xáo trộn những cái đêm yên ả của chúng ta với cái tiếng kêu vo ve không ngừng, bourdonnement, giờ tiếng muỗi, tiếng ong nó cứ bay vo ve rất là khó chịu và không ngừng, incessant. De plus, la piqûre de moustique provoque des démangeaisons et des irritations de la peau. Hơn thế nữa, khi bị muỗi nó chích, nó đốt, thì cái vết chích, vết đốt của con muỗi tạo ra, động từ provoque, tạo ra những cái chỗ ngứa, démangeaisons, và những cái chỗ viêm nhẹ, nó hơi sưng tấy nhẹ nhẹ, irritation ở trên da. Pour éviter de passer l'été à vous gratter, optez pour ces cinq remèdes simples et efficaces. Và để tránh phải trải qua mùa hè mà cứ ngồi mà gãi, động từ gratter là gãi, thì các bạn hãy tham khảo, hãy xem cái năm cái phương thuốc. Remèdes là một phương thuốc rất đơn giản và rất là hữu hiệu. Ở đây tác giả đưa ra năm cái phương thuốc rất là đơn giản. Aromet có nghĩa là một phương thuốc hay một bài thuốc để chữa bệnh. Efficace là tính từ, có nghĩa là hữu hiệu. Durant la saison chaude, vous vous faites souvent piquer par des moustiques. Se faire piquer là bị đốt, là bị chích. Trong cái mùa nóng, trong suốt mùa nóng, các bạn sẽ bị các con muỗi nó chích, nó đốt. En dérange vos soirées d'été et gâche souvent vos balades en plein air. En là các cái con muỗi là danh từ feminine. Các con muỗi này đến làm phiền những cái buổi chiều tối mùa hè của các bạn. Dérange là làm phiền. Égage và làm cho hư hỏng những cái chuyến đi chơi dã ngoại ở ngoài trời của bạn. Balade là đi lang thang, đi chơi, en plein air, mùa hè ở bên phương Tây thì trời ngày rất là dài, trời sáng cho tới khuya. Do đó người ta thích đi chơi chỗ này chỗ kia, nhưng mà rồi bị muỗi nó chích, như vậy là nó làm phiền cái buổi chiều đi chơi của mình. Động từ gâcher vt có nghĩa là làm hư hỏng, chẳng hạn như là le temps a gâché nos vacances. Và chúng tôi được nghỉ hè, chúng tôi đi chơi, nhưng mà thời tiết đã làm cho cái cuộc nghỉ hè này nó bị hư hỏng đi, tức là trời mưa, trời gió, không có thể đi chơi được. Heureusement, des remèdes naturels peuvent être employés pour soigner les piqûres et soulager les rougeurs et les irritations de la peau. Heureusement là may mắn thay, có những cái phương thuốc tự nhiên có thể được sử dụng để mà chăm sóc những cái vết chích và làm giảm đi các cái chỗ bị tấy đỏ, chấm đỏ ở trên da, nó chích vào thì da mình nó bị đỏ lên, và những cái chỗ viêm nhẹ ở trên da. Découvrez une sélection de produits miracles. Các bạn hãy khám phá một loạt, selection là bộ sưu tập, một loạt những cái chất mà có tính chất là nó chữa bệnh như là phép lạ. Comment soulager les démangeaisons suite à des piqûres de moustiques? Sau khi bị muỗi chích thì làm sao để cho giảm bớt những cái chỗ ngứa? Les piqûres de moustiques se manifestent souvent
par des petits boutons rouges et des démangeaisons. Các cái vết chích của con muỗi được thể hiện ra thường thường là bởi những cái vết đỏ ở và những cái vết ngứa ở cái này xuất hiện ở trên da. Động từ manifeste vt là biểu hiện ra, là thể hiện cái gì ra, làm cho người ta thấy. Sơ manifeste là được thể hiện ra, được cho thấy. Và chúng ta thấy có cái danh từ là une manifestation, là cuộc biểu tình, và thường thường người ta gọi tắt là manif. Ở phương Tây, nhất là ở Paris, chúng ta thấy các cái manif rất là thường xuyên, có thể hầu như là mỗi ngày, để biểu hiện, để thể hiện ra cái gì mình nghĩ trong bụng. Những cái vết chích của loài muỗi được xuất hiện, được thể hiện ra thường thường bằng những cái vết đỏ, bouton, có nhiều nghĩa. Nghĩa thứ nhất là các cái nút quần áo, ở trên áo, trên quần chúng ta có những cái bouton để gài nó vào. Thứ hai là cái núm, tức là cái phần nhô ra để chúng ta cầm lấy, chẳng hạn như cái núm cửa. Và nghĩa thứ ba là các cái nút máy móc, ở trên các máy móc chúng ta có những bouton để chúng ta ấn vào đó, chẳng hạn nút chuông điện, ở các cái nút của các cái máy chúng ta ấn vào đó để cho nó chạy hay để làm cho nó ngưng. Và nghĩa thứ tư là các cái mụn đỏ ở trên da, ở đây có mang cái nghĩa thứ tư bằng những cái vết đỏ trên da và những cái vết ngứa, démangeaison. Lorsque cela arrive, il est important d'adopter les bons réflexes en privilégiant des remèdes naturels. Và khi cái chuyện đó xảy ra, tức là chuyện bị muỗi chích, thì việc quan trọng là phải có những cái phản ứng tốt, phản ứng nhanh bằng cách ưu tiên. Động từ privilégier quelque chose, tức là ưu tiên cho cái gì, dành ưu tiên cho cái chuyện gì. Và bằng cách dành ưu tiên cho những cái phương thuốc tự nhiên. Voici quelques exemples pour soulager votre peau. Và sau đây là một vài ba cái ví dụ để chúng ta có thể làm giảm cái vết ngứa ở trên da. Phương pháp tự nhiên thứ nhất là le froid permet de soulager les piqûres de moustique. Cái việc lạnh, cái sự lạnh cho phép, permettre de faire quelque chose, cho phép làm giảm nhẹ những cái vết chích của muỗi. Ở đây chúng ta thấy cái hình này là con người bàn tay lấy một cái cục đá lạnh và bôi lên cái vết mà chỗ muỗi nó vừa mới chích mình. Le froid en général calme les démangeaisons de la peau et par conséquent soulage les piqûres d'insectes. Nói chung, cái việc lạnh nó làm cho dịu đi những cái chỗ ngứa ở trên da, và hệ quả là nó giảm nhẹ nha những cái vết chích của các côn trùng. Động từ calme là làm dịu, làm cho nó êm đi. Và chúng ta có một cái danh từ xuất phát từ động từ calme, ancalmant, là thuốc an thần. Có một số người phải uống thuốc an thần để cho nó làm dịu cơn đau. Nói chung là lạnh nó làm giảm cái chỗ ngứa. Pour limiter ce type d'irritation de la peau, il est possible de passer sur la zone de la morsure un glaçon ou une compresse d'eau froide. Để giảm ra cái loại mà bị viêm nhẹ ở trên da như này, con muỗi khi nó chích vào da mình thì nó viêm lên, nó sưng lên một chút, gọi là irritation, thì có thể passer là đưa qua cái vùng mà bị cắn. Morsure là danh từ của động từ mordre, bị con muỗi, con côn trùng nó chích. Passer cái gì? Passer un glaçon là một cục đá. Un glaçon là cục đá nhỏ nhỏ mà thường chúng ta cho vào các cái cốc, các cái ly nước để chúng ta uống. Đưa một cái cục đá lạnh, đưa đi đưa lại trên cái vùng bị muỗi chích, hoặc là đưa đi đưa lại une compresse d'eau froide. Compresse là một cái băng gạc, cái băng gạc chúng ta dùng để cuốn vết thương. Thì bây giờ lấy cái đó để chườm lạnh đi, rồi chúng ta chườm vào cái chỗ bị muỗi chích. Cependant, cette solution belle, bien qu'elle soit rapide et efficace, son effet ne dure pas longtemps. Tuy nhiên, cái giải pháp này, solution là cái giải pháp, mặc dù giải pháp này rất là nhanh và hữu hiệu, thì cái hiệu quả của nó lại không kéo dài lâu dài, không kéo dài được lâu. En soulage néanmoins la peau momentanément. Momentanément là một trạng từ, tức là có tính nhất thời. En là cái cách này này, cái cách giải pháp này này, thì tuy nhiên nó chỉ làm giảm nhẹ cái da của mình trong giây lát. Tout comme le froid, la chaleur peut également apaiser la peau. Apaiser là làm cho đỡ gay gắt, bớt gay gắt đi. Cũng giống như là cái lạnh, thì cái nóng, cái sức nóng cũng có thể làm cho đỡ gay gắt đi cái da của mình.
Pour cela, une compresse imprégnée d'eau chaude, un sachet de thé légèrement chaud pour faire l'affaire. Faire l'affaire là can thiệp vào, tức là làm cho nó thành một cái chuyện đó. Để làm cái việc này thì chúng ta lấy một cái băng gạc thấm nước nóng hoặc là một cái gói trà hơi hơi nóng thì có thể dùng để vào dùng vào trong cái chuyện này. Attention, cette méthode peut occasionner des brûlures si le sachet est trop chaud. Nhưng mà phải chú ý, cái phương pháp này có thể gây nên, động từ occasionner thì còn có nghĩa là causer, tương đương với provoquer, có thể tạo ra những cái vết bỏng, brûlure, nếu cái gói, ở đây là gói trà, nó quá nóng. Phương pháp tự nhiên thứ hai là la peau de banane pour calmer les démangeaisons liées aux piqûres de moustique. Những cái vết mà những cái chỗ ngứa liên quan tới cái chỗ chích của con muỗi thì có được làm giảm nhẹ đi bằng vỏ chuối. Peau là da, la peau de banane là vỏ chuối. La deuxième méthode consiste à appliquer une peau de banane directement sur la peau. Cái phương pháp thứ hai đó là hệ tại là consiste à, nằm ở chỗ. Cái phương pháp thứ hai nằm ở chỗ là chúng ta applique là áp vào, chét vào, bôi vào. Bôi một cái miếng vỏ chuối trực tiếp trên da. Avant de commencer, pensez à désinfecter la zone de la piqûre à l'eau et au savon. Và trước khi làm cái chuyện này thì các bạn hãy nghĩ tới việc phải khử trùng cái vùng bị muỗi chích, khử trùng bằng nước và bằng xà phòng. Ensuite, utilisez la partie intérieure des pelures de banane. Pelure cũng có nghĩa là cái vỏ của các cái loại trái cây á, hay là rau á. Ở đây người ta dùng là vỏ chuối, vậy có hai cách nói, la peau de banane hoặc là la pelure de banane cũng là giống nhau. Và sau đó chúng ta dùng một phần phía bên trong của vỏ chuối và trà frotté, trà lên da trong vòng 5 phút. Ainsi, les démangeaisons seront soulagées immédiatement. Và làm như vậy thì các cái vết ngứa sẽ được giảm nhẹ ngay lập tức, immédiatement là ngay tức thì. Il est possible d'utiliser également des légumes comme la pomme de terre ou le concombre qui agiront de la même manière sur la zone touchée par l'insecte. Và cũng có thể sử dụng các cái loại rau khác như là khoai tây hoặc là dưa leo bởi vì chúng cũng tác động bằng một cách thức như vậy trên cái vùng mà bị con côn trùng nó xâm phạm vào. Phương pháp thứ ba là les huiles essentielles pour calmer les irritations de la peau provoquées par les piqûres de moustiques. Các cái vết chích do các con muỗi gây ra nó sẽ làm cho viêm nhẹ, tức là nó sưng lên một chút, thì có thể làm giảm bớt bằng các cái loại dầu les huiles. Và đây chúng ta sẽ có một các cái loại dầu thiên nhiên. Thứ nhất là l'huile de nacre. L'huile de nacre est connu pour ses nombreuses vertus sur la peau. L'huile de nacre được dịch là tinh dầu hoa anh thảo. Une vertu là một cái hiệu năng, là một khả năng, tức là một cái năng lực. Dầu hoa anh thảo thì được biết đến như là có rất nhiều cái hiệu năng, các cái tác dụng trên da của mình. En hydrate et apaise la peau et calme par conséquent les irritations. En đây là cái dầu hoa anh thảo này, nó sẽ mang nước đến, hydrate, mang nước đến một cơ quan hay một cái mô, nó sẽ mang nước đến và làm giảm nhẹ cái da của mình, và nó làm giảm nhẹ, như vậy nó làm giảm nhẹ các cái vết sưng tấy. L'huile de nacre est très efficace pour calmer les rougeurs et les démangeaisons. Cái dầu hoa anh thảo này rất hữu hiệu trong việc làm giảm nhẹ đi các cái vết đỏ, tấy đỏ và các cái vết ngứa. Il suffit de déposer une à deux gouttes sur un mouchoir, puis sur la zone de la piqûre. Chỉ cần đặt lên, il suffit de, chỉ cần đặt lên một hay hai giọt vào trong một cái khăn tay, khăn mouchoir, rồi đặt lên trên cái vùng chỗ mà bị đốt. Il est possible d'utiliser de la même manière l'huile essentielle de menthe. Và chúng ta cũng có thể dùng các cái loại dầu như là dầu bạc hà, de lavande là cây hoa oải hương, de girofle là nụ đinh hương, hoặc là de eucalyptus
Eucalyptus là cây khuynh diệp. Ou de camomille cũng là một loại thực vật. Qui ont également des propriétés apaisantes. Propriété là các cái tính chất, các cái đặc tính làm cho giảm nhẹ đi. Ở đây chúng ta thấy có hình một cái loại là lọ thuốc đó, và hoàn toàn là bằng tiếng Pháp, Uyên Donac. Đây là một cái sản phẩm của Pháp và có bán trên thị trường của Việt Nam. Chúng ta tạm dịch là dầu hoa anh thảo, tiếng Pháp là huile d'oignac, họ làm thành từng viên ở cái dạng nước. Đây là một sản phẩm của Pháp. Và bên trên chúng ta cũng đã nghe nói là có thể dùng các cái tinh dầu của cây lavande, cây hoa oải hương. Và chúng ta khá quen thuộc với hình ảnh của cây hoa oải hương rất là đẹp. Họ trồng một cách công nghiệp, trồng thành những cái khu vườn như thế này, nó có cái màu tím rất là đặc trưng của vùng Provence ở miền Nam nước Pháp. Và người ta tới đây, người ta có thể là tham quan chụp hình bởi vì đây là một cái cảnh quan rất là lạ mắt. Hoa lavande được dùng với nhiều tích chức năng, có thể làm dầu, làm xà bông bằng cái tinh dầu của nó, tinh dầu lavande. Một phương pháp tự nhiên kế tiếp đó là dùng cái gen d'aloe vera. Đây là một cái chất rất là lạ lùng, có tính chất như là phép lạ, chống lại muỗi. Ở đây chúng ta gọi Olea vera, tức là cây nha đam, còn có gọi tên khoa học là cây lô hội. Cái chất, cái gen này, cái gen là cái chất sền sệt, cái chất gen này ở trong cây lô hội, trong cây nha đam là có sản phẩm phép lạ để chống lại các cái vết muỗi đốt. Connu pour ses propriétés antiseptiques et anti-inflammatoires, le gène d'aloe vera a un effet miracle sur la peau. Ở đây chúng ta thấy có hai tính từ và hai tính từ này mở đầu bằng hai tiền tố là anti. Anti có nghĩa là chống lại. Đây là antiseptic, tức là có tính sát khuẩn. Anti-inflammatoire, tức là chống viêm. Connu là được biết đến, tức là nổi tiếng nhờ những cái đặc tính về sát khuẩn và chống viêm. Thì cái gen của cây nha đam có một cái tác dụng rất là lạ, phép lạ trên da. En appliquant une noisette de gène directement sur votre peau, cette plante riche en vitamines A, B, C, E et en acides aminés et en enzymes apportera de la fraîcheur à votre peau et soulagera les démangeaisons. Khi chúng ta bôi, chúng ta chét, động từ áp kia là bôi chét hay sát một cái cục nhỏ, Unoazep là một cái cục nhỏ nhỏ của cái gen của cây nha đam trực tiếp lên trên da, thì cái cây mà giàu chất sinh tố ABCDE và giàu axit amin và cũng rất là nhiều phân tố hóa, chúng ta thấy tính từ rich đi với on, nhiều cái gì thì chúng ta gọi là giàu, nhiều cái gì rất là phong phú, thì cái cây này sẽ mang lại một cái sự tươi mát cho da của mình và như vậy làm giảm nhẹ những cái vết ngứa. De plus, ce produit va limiter la prolifération des bactéries. Danh từ prolifération là xuất phát từ động từ proliférer. Proliférer tức là tăng sinh. Động từ proliférer tức là sinh sản nhiều, sự tăng sinh. Và cái chất này, cái chất nha đam này sẽ hạn chế cái sự tăng sinh của các bacteri là các vi khuẩn. Ngoài ra còn các cái cây cỏ có cái chức năng là làm giảm nhẹ rất là tốt để giảm nhẹ các cái vết muỗi chích. Ở đây chúng ta thấy là cái lá bạc hà, lá mong. Certaines plantes agissent efficacement contre les effets indésirables des piqûres de moustiques. Effet là những cái hiệu ứng, những cái tác động. Indésirable là không mong muốn. Một số cây cỏ có thể tác động một cách hữu hiệu chống lại những cái các cái hiệu hiệu ứng của mà không mong muốn của các vết chích của các con muỗi. Celica de la menthe, đó là trường hợp của cây bạc hà. Le persil, le plantain ou encore le persimmon, đó là một các cái loại rau thơm qui ont des propriétés antihistaminiques incontestables, bởi vì các cái chất này có những cái đặc tính là kháng histamine không thể chối cãi được. Prenez alors les feuilles d'une des plantes précitées. Précité là được nêu ở bên trên, cité là nêu ra,
Presidium nêu ra ở bên trên. Như vậy các bạn hãy lấy lá của những cái cây mà được nêu bên trên này, cây bạc hà này, rồi cây Pearcine plantain hoặc là Petsenly, thì các bạn hãy lấy rồi đặt nó lên một vài ba phút cân cầm minute trên da của bạn, Leptospira immedia, và các bạn sẽ thấy có kết quả ngay lập tức. Bây giờ ở mục cuối người ta đặt vấn đề là comment se protéger des piqûres de moustiques, se protéger de, làm sao có thể tự bảo vệ mình chống lại các cái vết chích của các loài muỗi. Il est très courant de se faire piquer par une moustique, surtout en été. Cái việc mà bị muỗi chích, nhất là vào mùa hè thì rất là thường xuyên, courant, xảy ra rất là thường xuyên. En effet, thật thế, le dioxyde de carbone que nous respirons ainsi que l'odeur de la transpiration attirent au loin ces insectes indésirables. Thật thế, cái chất dioxyde de carbone mà chúng ta thải ra qua hơi thở của mình đó, cũng như là mùi của cái mồ hôi của mình, la transpiration, việc bài tiết mồ hôi. Cái mùi mồ hôi của chúng ta thì thu hút những cái con vật này, những con côn trùng này, những con côn trùng mà chúng ta không mong muốn này. Résultat, la peau devient rouge et irritée. Kết quả là da của chúng ta trở nên đỏ và bị viêm tấy. Des douleurs peuvent également être ressenties après une piqûre. Động từ ressentir là cảm thấy. Có một số đôi khi cũng có thể cảm thấy đau ở sau khi mà bị chích. Pour éviter un tel désagrément, il faut commencer par adopter des réflexes simples au quotidien. Để tránh những cái sự mà bực mình như này, désagrément, thì bắt đầu là chúng ta phải có những cái phản xạ rất là đơn giản, hàng ngày hàng ngày. La première chose à faire est de s'éloigner des endroits préférés des moustiques. Việc đầu tiên là chúng ta phải xa lánh những cái nơi mà muỗi nó thích ở. S'éloigner de, xa những cái vị trí, những cái nơi préféré được ưa thích bởi loài muỗi, à savoir les eaux stagnantes. Chúng ta có thể kể là các cái chỗ nước tù đọng, les eaux stagnantes, nước tù, nước đọng, nó không có lưu thông. Où enzymes proliférer, ở nơi đó các loài muỗi tăng sinh rất là nhanh. Une autre astuce efficace est d'appliquer l'un des répulsifs naturels précités sur votre peau avant d'aller profiter d'une soirée en plein air. Và một cái mẹo thứ hai, une astuce, một cái mẹo thứ hai cũng rất là hữu hiệu, đó là bôi lên trên da của mình một trong những cái chất mà nó xua đuổi côn trùng thiên nhiên như chúng ta vừa kể bên trên, trên da của mình trước khi đi tận hưởng một cái buổi tối ngoài trời. Repulsive được định nghĩa là một produit, một cái sản phẩm, một cái chất utilisé, được sử dụng pour éloigner les animaux de certaines plantes ou cultures. Một cái chất này được dùng để xua đuổi các cái con vật ra khỏi một số các cái loại cây hay là một số các cái mùa màng. Như vậy cái chất repulsive là chất xua đuổi côn trùng, ở đây chúng ta gọi là chất xua đuổi muỗi. Và xin chào tất cả.